Quý vị thân mến, trải qua hàng trăm năm với nhiều biến thiên, thăng trầm của lịch sử, có những di sản vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và lưu giữ cho đến ngày nay. Đáng quý hơn, đó là những di sản độc bản và duy nhất trên thế giới. Bộ Cựu Đình ở Đại Nội Huế là một trong những bảo vật như thế. Trên vùng đất xinh đẹp của cố đô Huế, vào cuối năm 1835, giữa triều đại của vị vua Minh Mạng, một công trình vĩ đại đã được khởi công chế tác, đó chính là Cựu Đình, biểu tượng uy quyền và sức mạnh của triều Nguyễn. Cựu Đình, một tác phẩm kiến trúc kỳ vĩ với chín chiếc đỉnh bằng đồng uy nghi, được đặt thành một hàng ngang đối diện với chín gian thờ trong thể tổ miếu, tượng trưng cho chín vị vua Nguyễn quyền uy, được kính trọng và thờ phụng trong lòng người dân. Hãy cùng Bảo Linh tìm hiểu về những bảo vật quý giá đã có mặt và tồn tại gần 200 năm ở đây quý vị nhé. Cựu Đình được khởi công từ tháng 12 năm 1835, hơn một năm sau thì hoàn thành. Ngày 10 tháng 3 năm 1837, triều đình tổ chức lễ tạ và đặt Cựu Đình ở phía trước thế tổ miếu cho đến tận ngày nay. Mỗi đình có một tên riêng ứng với thùy hiệu của các vị hoàng đế triều Nguyễn. Bảy chiếc đình ở giữa gồm Cao Đình, Nhân Đình, Chương Đình, Anh Đình, Nghi Đình, Thuần Đình và Tuyên Đình, được đặt tương ứng với vị trí án thờ của các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tư Đức, Kiến Phúc, Đông Khánh và Khải Đình. Trong đó, Cao Đình là đình quan trọng nhất, tương ứng với vị trí án thờ của Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long, được đặt cao hơn 8 đỉnh còn lại, nằm trên trục thân đạo của cả cụm di tích. Để ghi dấu quan trọng sự kiện này, vua Minh Mạng đã làm một bài thơ thất ngôn bá cú, nội dung đề cập đến các chi tiết liên quan đến việc đúc Cựu Đình. Dung đông cộng nạp phỏng tiền nhân, đúc Cựu Đình xong đặt trước sân, lớn bé đất rơi thành biểu tượng, dãnh hình vàng vật trổ xung quanh, nói theo Hà Đế tăng thêm lớn, đầu tiếp Tổng Vương phí sức thành, sừng sừng vững yên như núi lớn, muôn đời con cháu mãi truyền danh. Cùng với vóc dáng uy nghi, điều tạo nên vẻ đẹp bền vững cho chín chiếc đỉnh của triều đại nhà Nguyễn phải kể đến những họa tiết cực kỳ sống động trên thân mỗi chiếc đỉnh. Các nhà nghiên cứu đã thống kê được rằng trên mỗi chiếc đỉnh có 17 bức họa tiết và một bức họa thư lấy chủ đề về vũ trụ, sông núi, sản vật, chim thú, vũ khí, tập hợp thành bức tranh toàn cảnh của đất nước Việt Nam thống nhất thời nhà Nguyễn. Tất cả 9 chiếc đỉnh đều có dạng chung giống nhau, bầu tròn, cổ thắt, miệng loe, trên miệng có hai quai, dưới bầu có ba chân. Ở phần cổ đỉnh, bên phải ghi năm đúc đều là Minh Mạng thập lục niên Ất Mùi 1835. Bên trái ghi trọng lượng từng đỉnh. Ngoài tính biểu tượng cho các vị vua, thể hiện quyền lực của vương triều nhà Nguyễn, thì Cựu Đình như một bộ địa chư chỉ lược của Việt Nam đầu thế kỷ 19, được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với tổng cộng 162 họa tiết được chạm nối tinh xảo. Tất cả hình ảnh được đúc nổi trên Cựu Đình đều là những đặc trưng vùng miền, trải dài từ Bắc chỉ Nam, được chọn lọc và sắp xếp theo số 9. 9 tinh tú và thiên nhiên trong vũ trụ, 9 ngọn núi lớn, 9 con sông lớn, 9 sông đào và sông khác, 9 cửa biển, cửa quan, biển, cầu vồng, 9 con thú lớn 4 chân, 9 con vật linh, 9 loài chim, 9 loài cây lương thực, 9 loài rau củ, 9 loài hoa, 9 loài cây lễ quả, 9 loài dược liệu quý, 9 loài cây thân gỗ, 9 loài vũ khí, 9 loài cá, ốc, côn trùng, 9 loài thuyền, xe, cờ. Khuôn đúc Cựu Đình là những chiếc khuôn độc bản. Vì để tránh sự sao chép, sau khi đúc hoàn chỉnh, các khuôn đúc đều bị phá bỏ. Theo sử quan nhà Nguyễn thì khoảng thời gian đúc Cựu Đình phải đúc cách đoạn, đúc từng chiếc, đến gần 7 tháng mới đúc xong. Cựu Đình đạt đến trình độ tinh xảo nhất của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam ở thế kỷ 19. Bằng tất cả sự khéo léo tài nghệ, thợ đúc đồng Huế đã đúc nên một tuyệt tác, làm cho người châu Âu phải kinh ngạc thán phục suốt gần 200 năm qua. Từ khi được hình thành,
cửu đỉnh chưa từng được sửa chữa, dù chỉ một chi tiết nhỏ. Vì vậy, chúng có giá trị độc bản và không thể thay thế. Thưa quý vị, cửu đỉnh có thể coi là một cuộc triển lãm những tác phẩm mỹ thuật tinh tế, biểu tượng cho sự giàu đẹp, thống nhất đất nước và ước mơ triều đại mãi vững bền, hùng mạnh của các vua Nguyễn. Là di sản văn hóa quý hiếm, có giá trị nhiều mặt của văn hóa Huế nói riêng, Việt Nam nói chung. Cửu đỉnh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là bảo vật quốc gia. Bảo vật quý giá này cũng đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Và một tin mừng là đề nghị này sẽ sớm được công nhận trong nay mai. Đừng bỏ qua tìm hiểu và khám phá không gian đặc biệt này khi ghé thăm Đại Nội quý vị nhé!